Uống nước à? Ừ. Ô, nước mạch à? Ừ. Ngon cái kịp đấy. Ừ. Có sợ cái con đấy nó đái vào không? Cái gì? Con khỉ. Con khỉ á? Ừ. Trên này có con khỉ đấy. Có. Uống à? Con khỉ đó. Ừ, ngọt phết. Ngọt phết à? Uống đi. Bây giờ là bốn chú cháu đi rừng chơi. Hai ông Ngụy đây à? Chú Di nhìn như ông Ngụy à? Vì nhìn như ông Ngụy ạ. Sành với chú Di hôm nay lên rừng là không ai nhận ra đâu. Đầu đi rừng đấy. Em bé Tây. Wow, tóc vàng chưa? Sành sành cầm ra này. Ô chạy rồi. Đây 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 đây. Mẹ tóc rất vàng. Như là Tây ấy. Ê. Ôi, chào các cháu nha. Ê. Không có quà cho các cháu đâu. Ê. Bắt tay nào. Bắt tay. Tóc vàng quá. Tóc vàng như là Tây này. Ờ. Tóc vàng, tóc vàng. Ờ, mắt xanh không? Mắt hơi xanh xanh đấy. Bé tóc vàng nhỉ. Xinh thế. Tóc vàng đẹp quá. Chú Di ơi. Con bé này tóc nó đẹp nhỉ. Ờ, tóc đẹp thế, tóc vàng này. Cháu nhà chú nhỉ. Con của em đấy. Con của em trai à? Đấy. Con của Linh à? Đúng rồi. À. Ừ. Đấy. Cháu ấy. Gọi bác Gia nhỉ? Dạ. Đúng rồi. Tóc vàng xinh thế. Con của Linh à. Ủa tóc này. Tóc rất vàng. Đi chơi này thôi. Đây này, còn bé em à. Rất nhiều đứa đang bế em. Ồ. Chào chị nhá. Chị đang may à? Chị may cái dây này à? Dây thổ cẩm à? Ừ, ra này ý kiến của chú hiểu kiểu gì đấy? Bằng dây thổ cẩm chú. Thế à? Vâng. Kiểu làm dây thổ cẩm. Còn máy là áo đấy. Dạ. Áo mặc đấy. À, áo mặc, cái này làm áo mặc cái gì? Cái đàn từ dây 1. Vâng. Đấy, máy cái này xong, cái này là máy dây khác tiếp vào. Máy cái dây này vào. Vâng. À, vâng. Cứ như nhau nhưng mà cứ dây từ, cứ máy từ dây 1 này là áo đấy. Ồ, con chim, nó thường là gì? À, con chim. Rất nhiều tổ ong. Rất nhiều tổ ong. Đi. Không có súng đâu. Cây gỗ. Cây gỗ này làm thuốc à chú? Là cây hương ấy. À làm cây hương. À làm cây hương. Ôi bé cầm ra. Thơm lắm. Gà. Quá. Đàn gà mà. Trong này rừng này toàn thả gà đó, gà trong này. Đấy, gà. Sa. Đi rừng thôi, mấy chú cháu đi rừng. Đây còn một cây rất to. Cây này đường kính khoảng độ gần 1 mét ấy. 1 mét ấy. Cây rất to. Đường kính hơn 1 mét ấy. Cây to lắm. Đi thôi.
cây ma bổ. À, cây này là cây rừng, bây giờ chủ yếu còn cây gọi là cây thù lù, chuyên để làm cột nhà chúng nhỉ. Cây này tốt đúng không ạ? Chậm được đấy. Được tốt chứ. Đấy, rừng chủ yếu là còn cây làm cột nhà hay cây cây đó cây thù lù. Nhìn ở đây cây nào cũng làm cột được rồi. Rất là to đấy. Mùng cây ma mổ nhá. Ấy, cây to nhờ. Phi. Đấy. Đây là lá mặt rỗ. Lá mặt rỗ. Nhìn này không thấy mặt rỗ. À, cây này màu rau rêu này. Cây này to quá này nhờ. Lá mặt rỗ đây. Chuyên để đi với anh em coi đi rừng. Vào lắm. Đi. Rừng cây còn nhiều nhỉ. Quá nhiều cây ấy. Cây to ấy. Đây là cây táo mèo. Đang có con sóc. Ô nó xuống rồi, nó bay. Qua rồi. Nó như bay ấy nhỉ. Sóc này nhanh thật. Cây táo mèo rất to. Sóc cây hay ở cây táo mèo để ăn quả nó. Có con nữa. Ok. Thấy chưa? Có rồi chứ mày. Nó bay đâu ấy. Cây táo mèo to nhỉ. Cây này cái dáng à. Đấy, sợi ruột của dáng ăn ngon cực. Ăn thử không? Đúng là ngon. Ăn thử xem. Chua. Ngon không? Ngon phết. Ừ. Không thua máy đâu nhưng mà ngon. Chú chưa ăn thử xem. Đó. Chú ăn thử miếng. Chú chết được ăn nhiều trước rồi. Ăn nó chát. Nếu đi rừng cái này ăn cũng không bị chết đâu. Đúng không? Có đấy. Ừ. Thịt cá cũng là 5 cái kia 26 ạ. Vâng. Cá khô ấy. Ăn cá khô á chú? Bây giờ là cũng ăn thử xem ngon à? Làm gì không ngon. Ngon đấy. Mầm riềng. Mầm riềng, ngó riềng. Cây riềng rừng. Trung Quốc nó hay mua cái quả của cây này đấy. Bây giờ nó ở đây mà này đang có hoa này. 1 cân là 15.000 đồng. 1 cân 15.000 đồng. Rẻ nhỉ. Thế thì là thủ tướng rồi nhá. Thủ tướng rồi. Ăn như thủ tướng. Đi rừng là tướng. Cái đấy ăn cái đấy à chú? Ấy, cứ ăn thôi. À. Anh chưa ăn được nào à? Chưa. Cái mầm ăn ở cái gốc nó chưa ăn ở cái ngọn nó. Ở trên gốc thì đã ăn rồi nhỉ? Vâng. Cứ ăn ngọt không chú? Lúc nào xay rượu như là xay rượu ăn cái này. Ăn cái này có khi là hơi đỡ. Đỡ đỡ nhanh. Đỡ nhanh. Đỡ xay rượu. Có ngọn nó. Nhiều phết đấy. Mầm. Chọn cái nó. Đây là anh nhiều nè. Còn ví dụ đau bụng đi ngoài nhá. Đau bụng đi ngoài cũng ăn cái này. Loại đỏ. Nhưng mà chết có cách. Vâng. Loại đỏ loại này thôi. Vâng. Nó loại trắng. Vâng. Nhưng mà chết có cách. Vâng. Ăn sống thôi nhá. Cháu thử miếng à. Thử đi. Ăn cái ngọn nó hay cái dưới này? Ăn cái đấy à? À cái hoa của nó chứ. Ừ, ăn cái hoa, ăn cái hoa đầu nó đúng không ạ? Vâng. Nếu già thì không thể ăn được nhưng mà ăn chát chát. Dạ. Yeah. Ngon ngọt. Ngon đấy. Anh ăn như thế thơm là thơm. Xem biết là ngon. Ăn thế nào mới biết ngon? Đi nấm cho nó là... Nấm ăn thì còn ngon hơn chứ. Hành trình đi xem chỗ đốt than của chú Ria và em Sành. Đường đi rất là khó.
dốc. À. Châu trắng. Tập hai con trâu trắng. Trâu nhà ai chú riêng? Có biết không? Có chứ. À. Trâu trắng. Hai con trâu. Ở đâu có cái ngà trâu trắng này không? Cho em nhá, cho anh xem cái súng nào. Ô, đây là cái lá của các em miền núi này. Dùng một cái chạng cây chữ V. Một chạng cây chữ V và buộc dây cao su. Đấy, để đi bắn chim. Đi bắn chim. Bắn thử nhá. Bắn thử mạnh không? Chuẩn cực kỳ luôn. Chuẩn cực kỳ luôn à? Cái lá này hoàn toàn thủ công làm ra được. Phát nào phát đấy. Đừng có bắn, đừng có bắn vào bãi cứt trâu nhá. Bắn cái khác. Bắn đấy. Ấy. Ui, chuẩn cực kỳ luôn. Chuẩn nhau. Nhá. Anh thử đây. Thôi. Cái này à? Ừ. Bắn đấy. Ngắm. Như đá. Ui. Cho em thử cái nào. Bao bia thử cái nhá. Bắn đấy á. Cho viên bao bia thử đấy. Vâng. Thôi, chú để, chú cứ cầm. Chú để, chú định làm bia luôn à? Chú cầm đấy, đừng dành nó bắn trúng tay đấy. Chú để vào tặng nó vào cái vách ấy. Gì đấy chú? Cây này để đốt than à chú? Vâng. Cây chua à? À, cây này ăn lá chua đúng không? Như cái tính mung ấy. Tiếng người Kinh gọi là cây chua. À, mà cây này đốt than mới tốt à? Vâng. Cái cành của nó đây à? Đúng đấy, nhưng mà cái loại gỗ này đốt than thì nó nặng. Đây hố than. Hố này toàn để đốt than. Cháu nghĩ là cái hầm to cơ nhưng mà có cái hố phải to hơn thế này chứ chú nhỉ? Ở đây thiếu gỗ thì đồ đào hầm nhỏ. Còn nếu mà nhiều gỗ thì đào hầm to. À. Đây là cả những cái cánh rừng rất là xa này. Trên đỉnh Hoàng Liên rồi. Xa lắm. Nhìn cái khe vực. Có người. Gọi nhau trên núi nó vọng rất ác nhỉ. Thấy đúng không? Hầu chú. Máu lẩu đấy. Máu lẩu thì tính thái là say rượu chứ nhỉ? Máu lẩu tính thái là say rượu. Hầu chú tiếng Mông là uống rượu. Còn say rượu của tiếng Mông là gì chú? Câu chớ. Câu chớ. Ngán rượu. À, ngán rượu, câu chớ. Không muốn uống nữa. Câu chớ. Chú mặc bộ này chú đi nheo đồ thế có bị nóng không chú? À, có chứ. Hôm nay cháu sẽ về cháu đánh con đề 42. Trên chú còn mấy số 42. Cháu đánh thử con đề xem nhá. Ít nước nội nhà. Phải đánh nhá. Vâng. Biết đâu chúng nhỉ, chúng nhỉ. Mẹ chặt cây thô lỗ. Cứ ba mươi con mạnh đây. Mạnh đi, thoải mái đi. Ông bố ở đây rồi. Ông bố ở đây rồi. Chặt mạnh vào. Thì thế thôi. Cứ mạnh á. Cứ mạnh đi, cứ ba mươi con nó mạnh. Ông bố ở đây rồi. Chú nhỉ? Dạ. Sợ gì? Hỏng dao đâu. Hỏng kệ bố. Hỏng kệ bố. Cây này cứng lắm, cây thổ lộ này. Ngọt nhỉ. Chặt vào ác lắm. Ăn lắm nhỉ. Dao ăn lắm. Đổ ấy. Ăn luôn. Ô. Đã đổ cái cây. Thế nào? Giờ lưỡi dao thế nào? Xem. Ôi hỏng rồi. Ô. Mày dơ thế làm sao mà nhìn được? Dơ thế này. Bây giờ để lại ông Diệp ở đây. Rồi. Hỏng để lại luôn. Luôn. Hỏng thì nhặn luôn. Cái lưỡi này. Không một tí nào. Đánh 3 phát ạ. À. Cá mấy phát thì đứt. 2 phát phải nói trước. Nói trước rồi mới chặt.
Nào. Nghe được. Không nếu được. Mà không chết được. Hai phát mà đứt được cây thì anh thua cuộc. Mà ba phát là mày thua. Chà lên. Nào cá cược. Bốn phát được. Anh chỉ hai phát thôi. Cho anh chặt. Em cho anh chặt. Má em giờ anh lên cho mày bốn nhát. Bốn nhát nhá. Nếu mà không đứt thì mày chết. Cây bầu thì một nhát thôi nhỉ. Chà lên. Ôi không được đâu. Mấy nhát? Cứ cho ba đi. Ba đi. Ba là chụp được. Cái này đấy. Nào mà chả được. Để chú Gia. Chú Gia làm ba cái. Để cho chú Gia. Ờ. Thử cái nào. Chú Gia thử. Mà phát nó đứt luôn thì... Thì cháu Trung thua. Đến này đến sáng cháu không ăn ít cơm nào. Ờ, đến sáng cháu không ăn ít cơm nào. Bây giờ nhá chú Gia. Thật đấy. Chú chặt mà ba cái đứt thì cháu không ăn cơm tí nào đến sáng. Còn mà đứt thì chú thua cuộc nhá. Chú phải tặng cháu một con dao. Nào, chơi luôn. Nào, chú Diêu, chú vào chặt đấy, chú ta chặt đấy. Không bao giờ. Chú thử xem, chú nhìn ngán chưa? Cái này to đấy. Chặt đấy, thì xanh chặt đi. Bây giờ đấy không đố nữa, không cá nữa, thử thôi. Chú thử đi. Bây giờ chú làm ra con dao này, chú biết cách nhất, chú thử. Để cho bố làm con dao này bố thử. Bây giờ con thử trước. À, con thử trước à? Con thử đi. Vậy con thử đi. Đếm nhá. Không nhá. Đếm thôi nhá, đếm nhá. Một. Hai. Ba. Ô, đâu đâu để cho nó đổ. À, ba cái nè, ba cái là bằng nào? Ba rồi đấy. Ba rồi. Ba là nó toát cây, đó. Cây này chỉ cần đủ nó đổ thôi, không cần phải. Một nhát nữa nha. Một nhát thôi. À. Năm. Ô. Rồi. Năm nhát. Biết chặt thì không đến năm nhát đâu. Cháu mà chặt không đến năm nhát đâu. Thì xanh thì chặt yếu ạ. Bằng gì? Thì có cái gỗ của nó cái này cháu trong thử xem. Không, không ở dưới này bây giờ chặt khó, đã chặt đổ rồi bây giờ khó. Nó không còn được nữa, nó phải còn cả cây. Đây à? Vâng. Ờ thế xanh hạ cái đốt than xuống để cái đốt than đi. Ôi cái này bé không ăn thua đâu cái gì anh ạ. À? Để anh em. Để anh em. Cái này để nguyên là bé quá. Đừng chặt nó. Đừng chặt nó. Lớn là cái gì? Phải to chứ. Với là mình dùng. Phải to bằng người này chứ. Cái này bé quá. Em chỉ là đúng là cái loại này thôi. Nhưng mà phải to bằng người à? Ừ. Đúng đấy. Thôi được rồi. Tiếp tục. Cháu tưởng là bé. 10 phát nữa rồi. Đủ tiếp cho 21. 22. 23. 24. Hai là hai mươi bảy đúng hai mươi bảy đúng rồi 10.000 30 trăm ba mươi tiền nay có tiền đâu tí nữa về nhà trả chú Diêu trả tiền đấy 10.000 không mà thôi tí nữa làm một cây khác để bây giờ cây khác thằng Sành sẽ chặt để trả nợ 10.000 đây rồi để đưa ra nha. Anh sẽ chọn cho một cây trong Sành để trả nợ mày mà không được 30 cái để đổ cũng to này nhá. Chả vui bình tĩnh thôi. Chúng ta muốn 30 nhỉ? Em ngồi xuống đã. Nó có gì thế mà? Nó có quang đi. Thôi rồi. Ủa cái này to rồi. Không to đâu, bằng nhau đấy. Bằng nhau à? Ờ. Đừng có chặt trước làm gì, đừng chặt thế lấy tính á. Chặt cho anh hơi này đi để anh quay. Ờ. Chặt cây kia đi. Thì bé thế mà chặt 4 phát rồi. Này con thường rồi. Em là gì mà 30 cái anh có 27 thôi. Thế nhá. Một nhá. Một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín, mười một, 12 nhá, 13 14. 14 cái gì? 15 rồi. 12 đến 14 rồi à? À, 14, 13. 13 được 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ngắn rồi. 20 rồi. 20. Cái này có to hơn cái của anh nhá. Không to hơn đâu. Cái gì?
20. 21, 22, 23, 24, 25. Được, các anh thắng. Chưa? Hay chưa? 20 cái thắng. Vui thế nhỉ? Vui chứ. 20 cái thắng.